đại chúng ở trong tháp Địa Tạng làm Di Đà video chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy có một cái buổi thuyết pháp livestream cho toàn thể đệ tử của thầy ở trong nước và ở hải ngoại. Cái đề tài bữa nay nó rất là quan trọng vì nó có liên quan đến cái sự coi như là viên tịch của Hòa Thượng Trí Quang. Và hiện tại trong thời gian tang lễ từ ngày 8 tháng 11 cho tới bây giờ, thầy có mở cái mấy cái livestream ở Hawaii, nhưng mà trong lúc còn tang lễ thầy đó, thầy không thể nào nói rõ hết, cũng chỉ tôn trọng hương linh. Rồi cung mục đích của nói sau mấy ngày nay hơn tang lễ, thầy không có đem đề tài này ra nói cho nó không được. Tôi chờ cho hồi trưa này di quan quả tán, thành ra tối nay tôi có cái chương trình nói này và tôi đọc những cái câu hỏi thắc mắc của những đệ tử của thầy ở Hoa Kỳ và ở trong nước. Vì đây là những cái đề tài mà nó dính líu tới sự kiện lịch sử, và chúng ta phải đem cái lý do Thượng Tọa Hòa Thượng Thích Trí Quang là người ân hay là tội đồ của dân tộc. Tôi mời tất cả các cư dân trong làng cùng chắp tay lên niệm danh hiệu của Bổn Sư để thầy có một buổi nói chuyện đặc biệt về cái đề tài coi như Hòa Thượng Thích Trí Quang là coi như người ân hay là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Mời quý vị cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là thầy Thích Thông Lai gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang hiện diện trong cái tháp Địa Tạng. Sau khi quý vị đến đây có con cháu của hương linh của cụ bà coi như là Cao Thị Hoa mà vừa hoàn tất hồi chiều này, thì hôm nay cái đề tài mà thầy trả lời là tại sao mấy ngày nay tôi không trả lời email, vì tôi tôn trọng cái tang lễ, cho nên bây giờ tang lễ đã hoàn tất, cho nên tôi xem cái đề tài này ra và tôi xin đọc những cái câu hỏi mà tôi ghi ra từ trong iPhone của tôi, tại vì cái chữ nó nhỏ và tôi ghi ra lớn. Thưa sư phụ Thích Thông Lai, chúng con là một nhóm Phật tử của sư phụ còn sống ở Việt Nam. Chúng con theo dõi kể từ ngày 9 tháng 11 2019, Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang vừa thông báo viên tịch, thì tất cả các chùa ở Việt Nam và kể cả chính quyền Việt Nam đều ca tụng Hòa Thượng Thích Trí Quang là người có công bảo vệ chánh pháp, bảo vệ dân tộc, là người có công để mà lật đổ chế độ độc tài đảng trị Ngô Đình Diệm. Nhưng mà tụi con theo dõi các cái YouTube và cái livestream của sư phụ ở Hoa Kỳ, thì sư phụ lại nói Hòa Thượng Thích Trí Quang là một người tội đồ với dân tộc và không có cơm bảo vệ đạo pháp. Tụi con là những người sanh sao, cho nên tụi con không biết đâu đúng đâu sai, rất hoang mang. Mong sư phụ dành chút thời giờ để trả lời câu hỏi này. Thì đó là một câu hỏi. Một câu hỏi thứ hai là của một nhóm Phật tử ở tại Hoa Kỳ. Thì câu hỏi thứ hai này đại khái như thế này: kính thưa Thượng Tọa Thích Thông Lai, chúng con không phải là đệ tử của Thượng Tọa, nhưng thường xuyên nghe pháp và các diễn đàn của Thượng Tọa từ nhiều năm qua. Chúng con có những cái thắc mắc
mong thượng tọa khai thị. Thứ nhất là thượng tọa lúc nào cũng ủng hộ Hòa thượng Thích Quảng Độ, người tăng thống lãnh đạo Phật giáo thống nhất hiện giờ đang còn sống ở tại Việt Nam. Mà theo chúng con được biết, Hòa thượng Thích Quảng Độ và Hòa thượng Thích Trí Quang đều là cánh tay mặt, cánh tay trái trong thời gian trước năm 63 và sau 6 năm. Năm 63 kể từ ngày 1 tháng 11 sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chánh và giết, thì Hòa thượng Thích Quảng Độ và Hòa thượng Thích Trí Quang vẫn đồng hành cùng nhau, tiếp tục coi như biểu tình đưa bằng Phật xuống đường để lên án đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng mà con không thấy Thượng tọa Thích Thông Lai có một bài nào lên án Hòa thượng Quảng Độ mà lại lên án Hòa thượng Thích Trí Quang. Tại sao hai người này cùng là coi như đóng góp công sức để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, nhưng mà tại sao Thượng tọa lại ủng hộ Hòa thượng Thích Quảng Độ mà lại cực lực lên án Hòa thượng Thích Trí Quang? Chúng con là những người sinh sau năm 1975, cho nên chúng con có những thắc mắc này, mong Thượng tọa từ bi dành chút thời gian để khai thị cho chúng con biết, đại diện một nhóm Phật tử trẻ ở tại Hoa Kỳ. Thì đây là hai câu hỏi mà tôi nêu ra, và có những câu hỏi nữa nếu còn thời gian. Muốn biết Hòa thượng Trí Quang là có công hay có tội, và muốn biết tại sao tôi lại ủng hộ Hòa thượng Quảng Độ, thì tôi mời quý vị nghe sự trình bày của tôi lần lượt sau đây. Hòa thượng Trí Quang, người ở đâu? Người ở Quảng Bình. Và quý vị biết đó, Quảng Bình là sau này khi việc cộng chiến miền Nam nó đổi thành là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, là một tỉnh, nó kêu là cái gì? Bình Trị Thiên. Thì ông thân sinh của tôi là Hòa thượng Kiến Châu, ông xuất thân từ một trường Phật Hồng Diệm Bảo Quốc, và Hòa thượng Thích Trí Quang cũng xuất thân cũng từ một trường Phật Hồng Diệm Bảo Quốc. Và quý vị nhớ rõ là những người đã nghe cái băng diễn của tôi từ 2005-06 có cái băng 18 cái tác ở tại Tampa, trong đó có cái tác mà vì sao tôi là tu sĩ. Tôi cũng có kể là thầy Kiến Châu, ông thân của tôi, là xuất thân từ trường Phật Hồng Diệm Bảo Quốc, có không quý vị? Chứ không phải bây giờ tôi thấy ông Hòa thượng Trí Quang, ông qua đời rồi nhiều người chửi đánh, rồi nhiều người binh vực, rồi tôi lại đặt ra một câu chuyện. Quý vị nhớ, tôi đã tuyên bố cha tôi xuất thân là một tu sĩ Phật giáo, đã là học tăng của trường Phật Hồng Diệm Bảo Quốc. Như vậy Phật Hồng Diệm Bảo Quốc là cái gì? Ở tại Hà Quai. Tôi không có thời gian nhiều cho nên tôi nói sơ, bữa nay tôi nói rõ. Quý vị, là kinh Thủ Lăng Nghiêm được ai dịch ra là ông Lê Đình Tháp, pháp danh là Tâm Minh. Ông đó là một người, ông đó là một cái người Quảng Nam Đà Nẵng. Ông sanh tại cái huyện Địa Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông sanh 1897 và ông tạ thế vào 1969. Thì cái ông này là một cái người cư sĩ, nhưng mà ông có trình độ Phật pháp rất uyên thâm. Ông được tính như là một viên mãn cần của Việt Nam. Tất cả các cao tăng, các vị hòa thượng nổi tiếng đều được ông bác sĩ Lê Đình Thám này cho học ở trường Phật Hồng Diệm Bảo Quốc ở Hoài Quế. Và coi là cái trường đó là cái trường đào tạo tăng tài đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Lý do là từ khi 1900 cho tới 1945, tình trạng lúc đó chúng ta là thuộc địa của ai quý vị? Của Tây. Cho nên Tây thì đạo Công giáo hay đạo Phật giáo? Công giáo. Và cái thời kỳ đó là thời kỳ thuộc địa, cho nên không có một cái chương trình đào tạo tăng tài. Và quý vị biết rằng các vị linh mục ở bên Công giáo, khi mà họ muốn trở thành một linh mục, ở trong này có con là hào con cấp Công giáo, là phải qua một cái trường lớp kêu là
đào tạo của các cái chủ nhiệm phải học hàm, và không kể con là người Việt, người Campuchia, người Lào hay là người Mỹ, người khác. Cái chương trình đào tạo của Vatican là phải qua cái chương trình coi như là học lấy một cái bằng tiến sĩ thần học, đúng không? Và như vậy là cái người linh mục đó phải có trình độ là gì? Trình độ đại học, phải không nào? Tương đương với đại học, tức là phải có tú tài rồi vào chủ nhiệm, rồi học cái chương trình bao nhiêu năm để lấy một cái bằng tiến sĩ về thần học. Và khi đậu cái đó xong thì mới được ra Vatican, mới phong chức là coi như người này chính thức trở thành linh mục. Từ ông thầy một chức đến thầy hai chức, ba chức, bốn chức, năm chức, sáu chức, và cuối cùng là đi tụ bị và cuối cùng lên linh mục, đúng không? Nhưng mà Phật giáo mình đó thì Đức Phật ngày xưa ngài không có để lại cái vấn đề đó. Một cái tên say rượu, một cái tên say rượu mà nó đi về cái, nó vô chùa buổi chiều đó, cái nó gặp Phật, cái nó muốn đi tu. Thì nó đang say rượu, nó muốn đi tu, thì Đức Phật nói ngài ăn cạo đầu, ăn cạo đầu. Và như vậy cạo đầu xong sáng nó tỉnh rượu, nó bắt đền tại sao mà nó cạo, thì Đức Phật nó xả giới cho nó. Thì khi đó đại chúng nó hỏi Đức Thế Tôn, Đức Phật mình tại sao mà nhận dễ dãi quá vậy? Đức Phật nói đạo của ta là đạo từ bi, Đức Phật chỉ đạo cho người có duyên. Cái tên này lúc nó sống, nó tỉnh, nó không uống rượu, nó không bao giờ đầu đi tu, mặc dù nó ở sát tịnh xá của Như Lai, nhưng mà bữa nay nó xỉnh, nó lại đòi đi xuất gia, đó là cái duyên. Cho nên Đức Phật có nói là nên gieo duyên cho chúng sanh. Mà quý vị thấy bên đạo Phật mình nó ngộ đạo không vô bằng cách ở thế gian, mà ngộ đạo là do cái trình độ mà hiểu biết về Phật pháp, cái chủng tử, cái hạt giống trong nhiều đời. Như Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, Lục Tổ Huệ Năng là không có bằng cấp gì hết, nhưng mà lại ngộ đạo trước ngài Thịnh Tú. Quý vị hiểu chuyện đó rồi. Cho nên cái dòng pháp của Việt Nam nó cũng vậy. Hồi xưa có cái câu là gì? Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Cho nên cái thời kỳ sau khi pháp thuộc chiếm rồi, rồi đạo Phật Việt Nam đi tới cái tình trạng là suy tàn, suy tàn. Tức là các nhà sư có vợ, có con, kêu là cổ sơn môn. Và các nhà sư đó, họ chỉ học cách mà làm đám tang, cách mà coi như là gieo quẻ, ngôi ngày, coi tháng, và cách túng sao giải hạn. Ngoài ra họ không có biết gì về những cái bộ kinh điển mà mở mang trí huệ. Cho nên ông Lê Đình Thám, một hôm ông đi, ông đã đậu cái bằng tiến sĩ của bác sĩ Pháp rồi, mà ông đậu thủ khoa đâu quý vị, giỏi lắm. Cho nên khi ông Lê Đình Thám đó, ông có một cái dòng máu, ông cha của Lê Đình Thám tức là ông Lê Định, mà ông làm chức là binh bộ thượng thư triều đại Dương Thủ Đức. Mà quý vị biết binh bộ thượng thư là nó tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng đúng không quý vị? Binh bộ thượng thư tức là nắm binh quyền đó, là cái ông này tương đương với bộ trưởng quốc phòng thời triều Trị Đức. Cho nên ông được hấp thụ cái sự mà thông minh của cái dòng họ ông. Cho nên mặc dù ông là một bác sĩ người Việt, nhưng mà khi ông thi cái bằng bác sĩ y khoa thì ông là đậu thủ khoa trên cả những người Tây nữa, cho nên ông nổi tiếng. Lúc đó ông chưa biết gì Phật giáo. Trong một hôm nữa thì ông đi trong cái ngôi chùa, và ông thấy một cái chùa nó để cái câu kệ là của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, mà coi như bồ đề giống không cội gương sáng nhiều phi đài, bổn ra vô nhất vật, hà xí lụy trần ai. Thì ông sửng sốt, cảm thấy quá, và bắt đầu ông nghiên cứu. Mà ông là một cái người chữ hán rất là giỏi, cho nên ông sưu tầm tất cả kinh điển. Thì quý vị biết triều đình vua Tự Đức là cấm đạo công giáo, có không quý vị? Vua Tự Đức là có khuynh hướng là ủng hộ đạo Phật và chống đạo công giáo, quý vị có hiểu chuyện đó không? Cho nên khi đó ông vào trong cung, mà ba ông đó là binh bộ thượng thư Lê Định, cho nên ông sưu tập tất cả kinh điển của người Tạng. Và cuối cùng ông dịch ra cái bộ kinh đầu tiên, mà bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà chúng ta tụng là chính cho một ông cư sĩ dịch, chứ không có hòa thượng nào hết á. Cho nên ông thân tôi là thầy Kiến Châu, ông nói rằng thích cười lắm. Hồi đó mà khi ngài Lê Đình Thám dịch bộ kinh này là mấy ông hòa thượng thượng tọa là coi như là giống như dịch nghe sấm vậy, không biết gì hết.
Hồi đó đi tu là chỉ biết hai thời công phu, biết tụng chú Đại Bi, biết Kinh Di Đà, biết thời Phổ Môn, rồi biết Phát Tăng, rồi biết Nhập Quan, rồi biết coi như mở cửa mã là thành ông thầy. Vậy thôi chứ biết chữ Hán, vậy đó hồi xưa toàn bộ chữ Hán, cho nên ông thầy không có hiểu gì về kinh Bát Nhã. Sau đó ngày dịch tất cả là mười mấy bộ kinh Đại Thừa. Và sau đó rồi thầy, ngày thời gian mà ông qua Pháp đó, ông lên đường thám, ông lại giàu, ông đi từ Pháp qua Anh dễ không quý vị? Rất là dễ. Ông lại là một người có bằng bác sĩ Pháp, ông đi vào trong thư viện của nước Anh. Nước Anh là cái nước họ cai trị Ấn Độ phải không quý vị? Cho nên nước Anh họ, họ tịch thu tất cả những cái tài liệu mà khi mà Đức Phật còn tại thế. Quý vị nhớ lần đầu tiên khi mà nước Anh chiếm trọn vẹn Ấn Độ rồi, họ mới đi về cái vùng mà của Đức Phật là Thành Ca Chì La Vệ. Và họ thấy những cái trụ đá, thì nước Anh họ có những cái nhà khảo cổ, và là họ đào cái trụ đá đó lên, và họ xác nhận và họ kiếm. Họ đi về tới cái dòng dõi của Vua Trịnh Phạt và họ hỏi, và họ tìm ra họ nói đúng rồi. Thật sự ông Phật Thích Ca là một danh vật có thiệt. Và chính những cái nhà khảo cổ người Anh, họ đọc được những cái văn tự tiếng Phạn và tiếng Pali, và họ xác nhận những trụ đá của Vua A Dục. À, Vua A Dục Vương ngài nói năm đó ngài đã làm cái tháp này để ngài thờ cái xá lợi của Đức Bổn Sư. Cho nên các nhà khảo cổ Anh muốn kêu đây là bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Và từ đó tất cả những kinh điển mà nước Anh họ có còn nhiều hơn là ở Ấn Độ. Rồi lý do sao vậy? Ấn Độ đã bị Hồi giáo xâm chiếm ở thế kỷ 13 và họ tàn phá hết Đại học Ananda. Trong khi đó những cái vùng như Hoài Đảo, Tích Lan, những cái vùng ở trong xa xôi hẻo lánh, ở những cái hang động khảo cổ, và những bộ kinh điển được viết trên những cái vách đá, viết trên những cái thẻ đen, thì những nhà khảo cổ người Anh họ lại sưu tầm về và họ lại dịch ra tiếng Anh. Thành ra sau khi ông lên đỉnh tháp, ông thấy một kho tàng Phật giáo, và sau khi ông nghiên cứu tài liệu ở trong cái library của nước Anh, và ông trở về ông phục hưng, và ông quyết định lập một cái trường kêu là Phật Học Viện Bảo Quốc. Phật Học Viện tức là học Phật, mà học cái này để cho cái tăng tài, đào tạo tăng tài để có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Ví dụ thầy nói không? Vì Việt Nam chúng ta là đa số là đạo Phật hay là đạo khác? Đạo Phật. Mà ngài Lưu Đình Thám ngài nói rằng tất cả các tăng chúng ta không có tăng tài, cho nên ngài mới mở một cái trường giống như cái trường đại học. Rồi ngài đem sự hiểu biết của ngài, ngài giảng dạy cho các hòa thượng thượng tọa, ngài ngồi ở trên cái pháp tòa, ngài mặc áo cư sĩ, mà ngài lại dạy cho mấy hòa thượng thượng tọa, trong đó có ông thân của thầy. Ông thân của thầy lúc đó, đó là người quản trị, thì quý vị nhớ rồi. Mà ông thân của thầy đó được đi tu không phải là ông hiểu đạo gì hết á, gia đình đông con ở Quảng Trị xứ nghèo xứ giàu quý vị, nghèo mà không có cơm ăn. Ở ngay tại cái ông thân của thầy là ở ngay Gio Linh quận Gio Linh đó, ở là sát biên giới cầu Vĩ Tiến 17 đó. Thì ông thân của thầy thì ông ốm yếu, ông làm được gì mà nhà tới 7-8 miệng ăn, cho nên bà nội mới gửi cho một cái ông thầy, mà ông thầy đóng lại ở trong cái chùa làng ở thôn Lâm Sưng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Thì ông thầy đó ông có vợ có con, kêu là cái ông thầy nó tu kiểu như tân tăng vậy, cái thời đó Phật giáo nó suy đồi lắm. Thì ông thân thầy sinh 1920, ông thân thầy sinh 1920, trong khi đó hòa thượng Thích Trí Quang là sinh 1923, phải nhỏ hơn ông thầy ba tuổi. Thì thầy nói là thầy là Tiến Châu lúc đó ông nói ông sinh 1920 tới 1940 là ông 20 tuổi. Ông được cha mẹ, tức là ông nội bà nội thầy cho vào tu trong một ngôi chùa mà chùa làng. Ông thầy đó thì có vợ, thì người ta kêu bà vợ ông kêu là bà thầy. Và ông này thì ông không biết cái gì ngoài có bài chú Đại Bi thôi. Ông thầy này đọc chiêu có bài chú Đại Bi chứ không có biết cái gì hơn nữa đó. Vậy mà cả làng tôn thùng như là ông thánh vậy. Nhưng mà ông tụng sao rất là linh, có biết một bài kinh một thôi là chú Đại Bi thôi, chứ đi học vô là không làm gì hết. Vậy đó mà bệnh gì thì tụng cũng hết hết. Rồi con đứt bệnh ông cũng nuôi, cũng tụng chú đó hết. Rồi ma nhập cũng trị chú đó, rồi đám ma cũng trị chú đó. Mà thường nói là
Thì cái Châu nói tu đó cho tới 2 năm trời không có biết gì ngoài cái chú Đại Bi thôi. Giờ rửa đít con trái rồi mà nó không có tả rồi, nhưng mà bà thầy bà sạch ra không có đi nấu nước rồi, ông lo phụ nhìn giống như người đó vậy. Có ngày kia thì ông đi lên Quế, thì Phật tử Quế nói giờ ông Lê Đình Thám á, ông lập một cái Phật học viện để đào tạo tăng tài. Mà bây giờ ông á, mà lúc đó ông thân của thầy có pháp danh là Thích Thành Đức. Thích Thành Đức là cái ông thầy ở tại Quảng Trị đặt. Thì bữa đó ông có vô trình bày với ông thầy, ông nói bây giờ thưa sư phụ, con muốn lên học ở Phật học viện Bảo Quốc, thì con nghe có ông Lê Đình Thám á, ông dạy tăng tài ở đó mà mới quý thầy ở miền Nam, như là Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa cũng tức từ ngoài miền Nam mà vô học nữa, cho con học. Thì ông nói thì ông chỉ biết được nhiêu đó thôi, còn muốn đi học thì ông cũng cho học. Thì ông mới làm cái giấy giới thiệu, ông nói là tôi có người đệ tử tên Thích Thành Đức, nó xuất gia được mấy năm, bây giờ nó muốn đi gia nhập Phật học viện Bảo Quốc để đào tạo tăng tài. Nó đó thì nó biết chữ Ho, chữ Nho rồi, ngoài ra là mà chữ Việt nó không biết, nó chỉ biết chữ Nho, tức là thầy Kiến Châu cũng giỏi về chữ Nho mà ông không có biết gì chữ Việt. Thì nhận cái thơ của ông sư phụ đi giới thiệu, thì ông thân của thầy là Thích Thành Đức mới cầm cái đó vô trong ở ngay chỗ Quế và gia nhập vào trong Phật học viện Bảo Quốc. Thì khi mà ông thân của thầy được vào trong làm tăng sinh của Phật học viện Bảo Quốc đó, thì lúc đó là Hòa Thượng Trí Quang cũng là tăng sinh của Phật học viện Bảo Quốc. Và mấy chục vị hòa thượng nổi tiếng, kể cả Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa cũng là học từ Phật học viện Bảo Quốc. Hòa Thượng Chí Châu nói nhiều lắm, nhưng mà khi học như vậy thì tới năm học được 5 năm, tới năm 45 thì lúc đó ba thầy được 25 tuổi, thì chiến tranh Việt Pháp bắt đầu nó xảy ra, của cuộc chiến Việt Nhật á, thì Phật học viện Bảo Quốc bị đóng cửa và người ta mới giải tán cái Phật học viện Bảo Quốc. Thì số lượng mà tăng sinh của Phật học viện Bảo Quốc đều đi vào Nam, và Hòa Thượng Trí Quang là ngày vào ngày làm trụ ở trụ sở là cái chùa Ấn Quang đó quý vị, để quý vị biết là chùa Ấn Quang. Nhưng mà ba của thầy đó thì trên đường đi thì luôn có nói cái chuyện là muốn về Quảng Trị thăm bà nội ông nội trước khi mà ông đi vào Nam. Nhưng mà khi mà ông đi từ Quế mà về Quảng Trị thăm ông nội bà nội, thì có người Phật tử cứu cho ông một cái 100 đồng bạc cổ lư. Tôi không biết cổ lư sao nhưng mà tiền của Tây đó. Thì nghe nói 1 đồng bạc mua 4 dạ lúa, được 4-5 dạ lúa, thì giá mà 100 đồng đó mua được mấy trăm dạ lúa, cái gì nó lớn lắm. Mà ông lơ ngơ, ông bị người ta bóc, ông bị người ta bóc vô tới thành ông không có tiền, và bóc luôn cả cái giấy thế thân. Hồi xưa cái giấy thế thân là giấy gì mình biết không? Căn cước gì lấy thế thân mắc hết. Cho nên sau khi thăm bà nội ông nội xong thì ông từ Quảng Trị ông đi ra Quế, và ông phải đi bộ, và đi bộ từ Quế vào đào Hải Vân, rồi đi bộ là xin cơm ăn, là đi khất thực á, đi riết rồi vào trong tới Quảng Nam, rồi đi vào Quảng Ngãi, rồi vào Bình Định, rồi vào tới nghĩa là Phan Rang, Phan Lý, rồi Phan Thiết, rồi vào tới Long Khánh, rồi vào tới Biên Hòa. Nhưng mà ông sống bằng cái nghề này, cái sinh người ta và cái nghề tay trái là ông ngủ theo các cái miễu mà nó thờ dọc đường kêu mẫu thần hoàng thổ địa. Thì ông sống bằng cái nghề đó, xin cơm ăn và con bối lấy tiền để mà tăng trải đi qua ngày. Khi ông vào tới trong Tân Nguyên á, chiến khu D, thì ông bị, ông đang ngồi ông coi cho một số người, thì ông bị tay nó bố và nó bắt, và ông bị đánh gãy chân. Và cái chuyện đó tôi cần nói nhiều, quý vị biết rồi. Và sau đó cái nghiệp duyên là mẹ tôi là một cái người nữ đi xuất gia, là do trốn tránh một cái cuộc hôn nhân, chứ không có phải là đi vì ngộ đạo hay là đi vì cái lý tưởng gì. Cho nên mẹ tôi được trốn vào trong cái chùa Tăng, và ba tôi là một cái ông Tăng người Trung Kỳ, họ kêu là Trung Kỳ, bị tay đánh dùng ngoài đường vì không có giấy thế thân ở trong cái vùng chiến khu D. Và người ta mới, Phật tử họ mới khiêng ba tôi vào cái chùa đó, bây giờ ở Tân Nguyên nó kêu là chùa Bà Thao. Chùa bây giờ vẫn còn, chùa bây giờ vẫn còn ở Việt Nam. Cho nên mẹ tôi làm chi khách và ba tôi được Phật tử chở vô đó, và ở trong chùa giao cho mẹ tôi sách thuốc trị bệnh. Và ba tôi ông không mà còn, ông không có tình ý gì với mẹ tôi, vì mẹ tôi lúc đó là giả trai, mà mẹ tôi thì lại có tình ý với ba tôi. Và cuối cùng ông trả ơn cứu mạng
Cho nên ông bị ra đời và ông không tu nữa. Và rốt cuộc rồi mẹ tôi ở trong chùa đó, vì cái chùa đó thuộc chiếc khu đê, ban ngày thì quốc gia kiểm soát và ban đêm thì cộng sản lên nóng thế, cho nên nó là nó thu thế các tay kinh tài cộng sản, nó vào thu thế và thượng trụ trì không dám đưa và cử mẹ tôi nạp thế. Cho nên sau này thời Ngô Đình Diệm nó ra nó hồi trắng và nó bịt một cái bao bố, nó hai cái lỗ, nó đi lại cái chùa đó nó tìm, thì lúc đó mẹ thầy đã ra đời rồi, thì nói mẹ thầy đã về cái xã Quá An. Xã Quá An là bây giờ nó có cái nhà máy nước Đồng Nai đó, ai biết đó, cầu mới đó. Thì ra đời rồi thì nó đưa người tới cái xã Quá An và nó chỉ mẹ thầy. Và lúc đó lính của Ngô Đình Diệm mới bắt mẹ thầy khai. Trong thời gian bà làm kinh tài và tiếp tế cho những người này người kia, ông này ông khai nè, bây giờ những người còn lại là ai là ai. Rất may tối đó ba của thầy đi vào chùa Long Thiền dẫn mấy đứa con đi lại sám hối, cho nên ông thoát. Còn mẹ của thầy bà không có khai gì hết, bà nói bà chỉ biết lúc đó bà là sư cô, bà phải nghe lệnh của mấy ông thầy trụ trì là mỗi một ngày khi mà kinh tài lại đóng thế thì bà nộp thôi, chứ bà không biết ai là cái người mà coi như là cộng sản nằm dùng ở đó hết. Và cuối cùng mẹ thì bị đánh chết. Cho nên cái chuyện này nhắc lại là tôi đau lòng. Mà thật sự nếu mà không có ông thân tôi là thầy Thích Thành Đức, sau này tại sao có tên Lê Kiến Châu? Tại ông thân tôi sau này khi ông ra đời đó là ông Thích Thành Đức. Là thời gian đó là khi Hòa Thượng Chứng Quang mà hoạt động cho tới ngày 1 tháng 1, 11 năm 1963 mà tổ chức đảo chánh thành công vị Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa là Ngô Đình Diệm. Thì ba thầy sau khi thành công xong, ba thầy có dẫn thầy đi xuống thăm Hòa Thượng Chứng Quang. Thì lúc đó ba thầy đã ra đời rồi, thì ông Hòa Thượng Chứng Quang ông mới vuốt đầu thầy. Và tôi còn nhớ rõ ở chùa Ấn Quang ở quận 10, lúc đó tôi mới có 11, 12 tuổi à. Bây giờ thầy nói không, thì năm 63 sau khi thành công thì thầy mới có 11, 12 thầy tuổi nhâm thìn mà. Thì ông vuốt đầu, ông nói thế này, ông nói đây là con của gia đình liệt sĩ nè Thành Đức. Ông kêu ông thân tôi, ông nói chú Tiểu này con của ông phải không, là chủng tử của ông, tức là một cái người bạn mà khi nói chuyện chẳng hạn như thầy Thể Quán với thầy Thiện Minh hai người cùng tu, nhưng mà sau này thầy Thể Quán ra đời rồi dẫn lại thăm thầy Thiện Minh, phải không? Thầy Thiện Minh hỏi đây có phải là chủng tử của ông không, đúng không quý vị? Thì ra đời thì giúp tôi. Thì tôi lúc đó thầy tôi nhớ lại ông thân tôi là thầy Kiến Châu, ông nói đừng có nói câu đó sư huynh, đừng nói câu đó. Thì lúc đó Hòa Thượng Chứ Quang ngày mới nói cô Diệu Pháp đã không khai khi mà lính Ngô Đình Diệm điều tra để đánh chết, thì dưới cái công trận này không khai ra ai đứng đằng sau lưng, ai là cái người mà Việt Minh hay là cộng sản, mà như vậy là cô Diệu Pháp có công, vợ của thầy có công, thì cậu này là gia đình mẹ là liệt sĩ, thì bây giờ đó phải nói cho cậu biết. Thì lúc đó sau đó ba tôi nghe nói như vậy thì ba tôi nói chuyện này chuyện của người lớn, hơn nữa là tôi là cái người ra đời thì tôi để dạy con tôi muốn rằng sư huynh không có xem vào cái chuyện mà gieo cho thằng bé này cái tư tưởng là nó thù hận tổng thống Ngô Đình Diệm. Và sau đó tôi nhớ trước khi mà tôi chào ngày Chí Quang để ra về với ông thân tôi là thầy Trí Chắc Tiến Châu á, thì Hòa Thượng Chí Quang xoa đầu tôi và nói con nên nhớ kẻ thù của con là Ngô Đình Diệm, cho nên mẹ con chết vì Ngô Đình Diệm. Thì lúc đó ba tôi ông rất là giận, ông nói ông đi thay về còn nói chuyện nhiều, ông nói tôi thăm thầy là tôi thăm, tôi nhớ lại hồi xưa chúng ta là cùng là học tăng, cùng xuất thân từ trường Phật Không Nhiệm Bảo Quốc, chứ tôi không phải tôi dẫn con là đây thăm thầy mà để là thăm sư bác, mà để rồi sư bác lại gieo cái tư tưởng hận thù vô cái đầu của đứa nhỏ mười mấy tuổi. Và ba tôi đi về. Thì lúc đó tôi về, rồi sau này khi mà Hòa Thượng Kiến Châu mà ngài đi xuất gia lại đó thì ngài mới quy y với Hòa Thượng Thích Thắng Từ.
Mà cái chữ Kiến Châu là do Hòa Thượng Thích Thanh Từ đặt lại, tức là ba tôi sau khi ra đời xác định mấy chị em tôi đi sư Như Thủy, Hạnh Đoan, Hạnh Phượng, rồi sau đó đi tu lại là tu với Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Và cái dòng pháp mà được Thích Thanh Từ mới đặt lại cho ông thân tôi là Thích Kiến Châu, quý vị thầy nói không? À, cũng như ông Tệ Như bây giờ ông ra đời thời gian rồi ông đi tu trở lại mà ông vô tu một cái ông thầy nào khác chứ không phải là dòng chữ đệ của mình. Tôi nói thì quý hiểu rồi. Sau đó khi mà cái những lời nói của Hòa Thượng Trí Quang thì tối đó tôi về tôi buồn, tôi buồn và tôi nói với thầy Kiến Châu, thầy nói tại sao mẹ con bị mật vụ của Vua Điều Diệp giết mà lâu nay con hỏi, con hỏi ba mà ba không có nói, ba chỉ nói là mẹ con cả cái nghiệp thôi, ba không có nói. Mà ngày trưa này con vô con thăm ngày Trí Quang thì ngày lại nói là coi như kẻ thù của con là Ngô Đình Diệm và con là một gia đình liệt sĩ vì mẹ con đã giữ kín không khai báo những cái người mà nằm viện cho Đảng Cộng sản ở trong chùa. Thì lúc đó là quý vị biết cái thời gian đó là cái thời gian Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không còn nữa, mà cái thời gian đó là cái thời gian địa vị Cộng hòa là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ điều hành đất nước, phải không quý vị? Thì lúc đó Hòa Thượng Trí Quang có bỏ cho tôi, trước khi về đó thì ngài có cho tôi một cái bì thư, ở trong đó ngài có cho tôi là khoảng chừng tôi nhớ là 100 đồng gì có hình ông Nguyễn Huệ vậy. Tôi cũng nhớ cái thời đó quý vị, ai nhớ cái tiền Việt Nam Cộng hòa không? Nó có mấy cái tờ, trong đó nó có tờ 20 và có cái tờ ông Nguyễn Huệ, tôi nhớ hình như là 100 đồng hay gì đó. Ngài kèm theo một cái tờ mà cái đó cái tờ nó kêu là Phật giáo coi như Ấn Quang chủ trương là tiếp tục con đường bảo vệ chánh pháp và kêu gọi đồng bào Phật tử hãy đem đồng Phật xuống đường chống chính quyền Thiệu Kỳ. Thành lúc đó ngài đưa cho tôi một cái tờ đó thì tôi mới cầm về, tôi nói ủa, tôi hỏi ba tại sao bây giờ là Hòa Thượng cho con tiền mà lại có cái bị thương này. Thì ba nói con đừng coi những cái này, tại vì cái này tuổi con là tuổi tu học, đừng để ý cái này. Và tôi mới biết đó là cái tiền đơn của Hòa Thượng Trí Quang là đòi chính phủ Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ là coi như phải áp lực đòi chính phủ Hoa Kỳ phải rút quân khỏi Việt Nam và nếu không thực hiện đó thì ngài sẽ cho lĩnh tổng đưa bằng Phật xuống đường để biểu tình chấm tiếp. Thì cái ngày đó Hòa Thượng thấy và Hòa Thượng giận lắm, Hòa Thượng Kiến Châu ngày đấy ngày xé những cái đó và ngài mới kêu tôi vào và ngài nói nếu mà nói trong nhà Phật có tứ ân, đáng lẽ là ba không có dạy con ngay bây giờ, nhưng mà hồi ngày hôm qua đưa vào gặp Hòa Thượng Trí Quang cho nên Hòa Thượng Trí Quang đã gieo vào đầu con những cái không đúng, thành ra nếu mà trong tứ ân thì ân tổ quốc phải trên hết và kế đó là ân cha mẹ nhiều đời và kế đó là cha mẹ hiện đời, thành ra con bây giờ con đã xuất gia rồi thì con phải đặt cái ân trên cao nhất là ân tổ quốc và ân cha mẹ nhiều đời. Con đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà trả hiếu cho mẹ con là cô Diệu Pháp, mà con phải nghĩ tới trả hiếu cho dân tộc Việt Nam. Và lúc đó thầy Kiến Châu mới giảng cho tôi, thầy hỏi một câu này, ngài nói nếu mà Tổng thống Ngô Đình Diệm có tội thì tới giờ này con có thấy trong hội đồng mà tướng lãnh mà đảo trách ngài có ông nào dám dỗ ngực xưng tên tôi là cái người chịu trách nhiệm giết Ngô Đình Diệm không? Đây này, tôi hỏi thầy Đệ Nhân, thầy Dân Quế đó, thầy cũng vừa có 27 rồi, có ông tướng lãnh nào trong hội đồng quân nhân cách mạng từ Dương Văn Minh, từ Tôn Thất Đức, từ cho coi như là mấy chục ông đó, có ông nào dám dỗ ngực xưng tên là mình có công giết Ngô Đình Diệm không? Ủa tại sao kỳ vậy? Tôi chỉ nhớ Hòa Thượng Kiến Châu ngài nói con nhớ kỹ, nếu Ngô Đình Diệm là tội đồ của dân tộc thì giờ này đó, cái người nào á mà ra lệnh giết Ngô Đình Diệm người đó phải dỗ ngực xưng tên để sau này dân tộc Việt Nam sẽ đời đời mang ơn cái người đó. Mà tới giờ này con thấy không, từ Dương Văn Minh, từ Nguyễn Hữu Có, từ Tôn Thất Đức, từ Trần Văn Đôn,
bao nhiêu tướng lãnh, bao nhiêu cấp tướng cấp tá, không có tên nào mà dám mình chịu trách nhiệm là mình có công giết Ngô Đình Diệm hết. Cuối cùng rồi Đại Quý Nhung là một cái cận vệ của Dương Gia Minh phải không, và nhận lệnh của Dương Gia Minh là bắn chết tổng thống Ngô Đình Diệm thay vì đưa cho ông đi tị nạn, và bào đệ của tổng thống Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhung. Và sau này đó chính lính nhà dù mới bắt cái ông Đại Quý Nhung nó vào ở trong ở trong thân mưu, và chính người ta giận, ta giận cái ông này là giết đi một vị lãnh tụ an ninh, một vị lãnh tụ lập ra nền Nước Cộng Hòa. Cho nên sau khi người ta treo cổ ông này, nhưng mà người ta nói thừa ông này tự sát cũng giống như bây giờ là gì, quý vị biết cái chuyện đó không? Tướng Nhung đã bị treo cổ, Đại Quý Nhung nha, treo cổ, tức là người ta giận quá sau khi biết cái ông này giết. Mà hầu như là cái này người ta giết để bịt miệng luôn nữa, để cho ông này khỏi khai là nhận lệnh từ đâu nữa quý vị. Thì sau đó có như là mấy tháng sau là ông mới bị giết à. Ai nhớ rõ không? Đại Quý Nhung giết, bị giết là ở trong sư đoàn giải dù, mà lấy cái án là ông này tự tử chứ. Cũng giống như là ở Việt Nam bây giờ kêu là nhảy lầu 8 rồi vậy thôi đó. Cho nên cái câu nói mà làm cho tôi chấn động nhất là ông thân tôi và Thượng Chí Châu nói, nếu tổng thống Ngô Đình Diệm là một cái người tội đồ dân tộc giống như Thích Chí Quang lên án, thì giờ này tại sao không có một tướng lãnh nào có mặt trong cuộc đảo chánh binh biến ngày 1 tháng 11 năm 63 lên nhận công trạng đi? Không có ông nào dám nhận hết, vì họ biết nhận là họ trở thành tội đồ của dân tộc, và sau này lịch sử sẽ ghi cái tội họ rất là nặng. Mà quý vị thấy sau khi tổng thống Ngô Đình Diệm bị trút phế, bị giết rồi, có ông tổng thống nào mà giỏi hơn Ngô Đình Diệm không quý vị? Không tìm ra thời gian đó quý vị, từ 1 tháng 11 1963 cho tới coi như 67-68 kỳ mà ứng cử mà để bầu ra đệ nhị Cộng Hòa, đó là chúng ta trải qua 3-4 chính phủ rồi, nhưng mà không có ai giỏi bằng tổng thống Ngô Đình Diệm. Rồi tôi bị ông thân tôi nóng như vậy, và lúc đó là tôi còn nhỏ. Cho tới ngày tháng trôi qua, sau khi mà Dương Văn Minh đầu hàng, mà quý vị biết Dương Văn Minh đầu hàng là nhận lệnh của ai không? Cũng nhận lệnh của ông Chí Quang luôn đó. Mà quý vị biết trong thời gian những ngày cuối cùng của năm 1975, ông Chí Quang này thường xuyên liên lạc với Mặt trận Giải phóng miền Nam để nhận chỉ thị. Đó là ông thân tôi nói rõ. Và chính nhiều lần ông Chí Quang kêu ông thân tôi hãy hợp tác một tay để làm việc, thì ông thân tôi nói không. Ông thân tôi đặt tổ quốc lên trên. Và ông thân tôi lần thứ hai gặp vào Thượng Chí Quang, đó là khoảng năm 1900 coi như 70 mấy. Lúc đó chị tôi đậu cái bằng cử nhân Phật học ở tại Đại học Văn Hạnh. Và sau khi Hòa Thượng Minh Châu cấp cái bằng coi như cử nhân Phật học, thì lúc đó là Hòa Thượng Kiến Châu mới đưa chị tôi vào trong gặp Hòa Thượng Trí Quang ở chùa Hồng Quang. Và lúc đó Hòa Thượng Kiến Châu có nói thế này: Thượng Tọa Thiện Minh là cánh tay mặt của Ngài, mà sau khi diệt cộng nó vào, Thượng Tọa Thiện Minh lên án những hành động cướp bóc chùa chiền, đàn áp tăng ni. Và Hòa Thượng Kiến Châu có hỏi Hòa Thượng Trí Quang là tại sao bao nhiêu tăng ni của Phật giáo Ấn Quang bị trù dập, bị ở tù, trong đó có Hòa Thượng Quảng Độ, mà tại sao Ngài không có một tiếng nói để bảo vệ chánh pháp? Hòa Thượng Trí Quang Ngài không trả lời, Ngài không trả lời câu hỏi này. Như vậy lúc đó tôi nhớ kỹ ông thân tôi là Hòa Thượng Kiến Châu, ông nói nếu thật sự Ngài là một người yêu nước, thì khi mà Ngài nói tổng thống Ngô Đình Diệm kỳ thị Phật giáo, tổng thống Ngô Đình Diệm coi như đàn áp Phật giáo, thì giờ này kể từ ngày 1 tháng 11 1963 đến năm mà chị tôi lấy cái bằng cao đẳng, bằng cử nhân Phật học là năm 1970 mấy, tôi không nhớ rõ nữa, nhưng mà là bao nhiêu năm rồi, Ngài không có một tiếng nói gì, Ngài không có một tiếng nói gì để lên án cộng sản. Rồi Thượng Tọa Thiện Minh bị đánh chết ở trong nhà tù, Hòa Thượng Quảng Độ
bị cộng sản nó câu là có thanh minh truyền diện, mà tới giờ này cũng không thấy Hòa Thượng Chí Quang có một lời nói nào quý vị. Cho nên bao nhiêu đàn em, bao nhiêu người tăng ni dưới quyền của Ngài Chí Quang bị đàn áp, bị trù dập, mà trong khi Ngài vẫn an nhàn hạnh phúc. Và tôi nhớ kỹ lúc đó Hòa Thượng Chí Trâm hỏi vậy là Ngài là ai, Ngài là ai. Và lúc đó tôi nhớ kỹ cái câu nói mà lúc đó tôi sau khi mà đi về rồi thì Hòa Thượng Thích Châu mới nói con phải ủng hộ Hòa Thượng Thích Quang Độ. Tôi hỏi tại sao? Vì Ngài là một người yêu nước chắc chắn. Trước 75, trước năm 63, Ngài coi như là dựa vào những cái lời tuyên truyền của Thích Chí Quang là Phật giáo bị đàn áp. Và ngày 8 tháng 5 1963, đó là ngày dương lịch, tức là ngày 8 tháng 4 đó là năm Phật lịch 2507, là cái lễ Phật đản tại chùa Từ Đàm. Quý vị nhớ là cái chùa lớn nhất thời đó ở Việt Nam, người ta tổ chức lễ Phật đản là ngày mùng 8 tháng 4, đúng không quý vị? Và tôi nhớ rõ mà Thượng Chí Châu nói ngày mùng 8 tháng 4 Phật lịch 2507, và tính từ dương lịch đó là ngày mùng 8 tháng 5 1963, tại nơi cái đài phát thanh ở Huế. Lúc đó Thượng Tọa Chí Quang có một chương trình để mà Phật đản, mà kêu gọi là lên án chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, không có cho treo cờ Phật giáo, không có cho coi như là xe hoa diễn hành. Thì lúc đó Hòa Thượng Kiến Châu mới vô nói chuyện với ông Chí Quang và nói thế này: hồi đó tôi nhớ rõ, sư huynh nhớ kỹ đi, tôi có mặt ở ngoài Huế lúc đó, cái ngày lịch sử đó, từ chùa Từ Đàm đi ra tới ngoài thành nội chỗ nào cũng treo cờ Phật giáo, và tiếng quốc ca gia đình Phật tử ca liên tục, chỉ có một khu vực không treo cờ Phật giáo, đó là nhà thờ Phú Khang. Ông Thanh Tú nói rõ cho Hòa Thượng Chí Quang, và ông có biết rằng khi mà những đứa trẻ gia đình Phật tử, nó có 8 đứa, 9 đứa bị chết vì chất nổ, mà ông lại lên đài phát thanh, ông nói rằng 8 đứa nhỏ gia đình Phật tử là nó ở đài phát thanh Huế, nó bị lính của ông thiếu tá đảng sĩ dùng đại liên 30 trên chiếc dẫn xa để mà bắn vào trong cái nhóm gia đình Phật tử, và đồng thời thiếu tá đảng sĩ còn cho chiếc dẫn xa cán chết mấy em nữa. Nhưng mà lúc đó là chính Hòa Thượng Chí Châu đã nói rằng, ông có nhớ không, cái ông bác sĩ bạn của ông là ông nào biết không? Là ông đó là ông coi hết cái bệnh viện ở ngoài đó, ông đã xét nghiệm bác sĩ Tiến. Bác sĩ Tiến là bạn thân của Hòa Thượng Chí Quang, hình như ông đó là Lê Tiến hay cái gì đó. Tôi nhớ là bác sĩ Tiến, là tôi nhớ là thầy Chí Châu có nói với ông đó là bạn của ông đã cho xét nghiệm tử thi, và chính bác sĩ Tiến này nói rằng không có em nào chết vì đạn M30, và không có em nào thi thể bị chết bằng chiến xa cán lên, mà em chết bằng sức nổ, sức ép từ một loại chất nổ, mà cũng không phải là sức nổ có miệng lựu đạn, tức là thắt tử thi các em do chết bị sức nổ thôi. Thì lúc đó Hòa Thượng Chí Châu có nói chuyện với Hòa Thượng Chí Quang: ai đứng đằng sau để mà ném cái chất nổ này để đổ tội cho Ngô Đình Diệm hả? Tổng thống Ngô Đình Diệm ông không có dạy ngay cho ngày lễ Phật đản, mà ông ra lệnh cho thiếu tá coi như đặc sĩ dùng chiếc xa để càn lên để mang mất uy tín. Không có người không có dạy như vậy thì ai mà nói đổi thừa cho CIA thì CIA cũng không làm. Thì chúng Hòa Thượng Kiến Châu ngày nói là ai đứng sau lưng ném chất nổ này để đổi thừa cho Ngô Đình Diệm là Ngài biết rồi. Cho nên lúc đó Hòa Thượng Kiến Châu nói vị bác sĩ mà xác nhận tử thi là ông Tuyến đó, ông đã xác nhận với Ngài mà ông đó là bản thân của Ngài nữa, là không có chết vì đạn đại liên 30, không có chết vì chiếc xa cán chết, mà sau này sinh cho 8 cái em gia đình Phật tử, đó là thánh tử đạo của Phật giáo đó quý vị. Tôi nói này cho thầy cái chuyện đó. Cho nên hôm nay á, cái chuyện này nếu mà tôi không có được dạy dỗ của thầy Kiến Châu, ông thân tôi, thì tôi sẽ là rất là thù chế độ Ngô Đình Diệm. Nhưng mà
và thậm chí Châu phải đặt cái nói cái ân mẹ con có nhận lệnh của mấy ông sư trong chùa bắt tiếp tế cho cộng sản. Sau này nó ra ngoài tranh, nó về nó chụp vào bố mẹ con không khai thì họ bị điều tra bảo đánh là mẹ con có làm chứ không phải không làm. Nhưng mà mẹ con vì bảo vệ những tên cộng sản không khai ra thì mẹ con chết. Nhưng mà và sau đó ngài bắt tôi phải ủng hộ hòa thượng Thích Quảng Độ. Ngài nói với người tốt á, là sau khi họ thấy rằng sau khi mà chiếm được miền Nam, đảng cộng sản có vi phạm nhân quyền không quý vị, đảng cộng sản có đàn áp triều truyền không quý vị, đảng cộng sản có bắt bớ tăng ni không? Có. Cho nên nếu thật sự Thích Kiến Quang mà là người gì dân tộc thì Thích Kiến Quang phải xuống đường, phải lên tiếng. Tại vì cộng sản nó làm những chuyện tội ác gấp trăm lần tổng thống Ngô Đình Diệm. Và chính hòa thượng Chiến Châu ông Thanh Tương có nói Ngô Đình Diệm có dám đặt cái hình nào vào thờ trong chùa ngang hàng với cái mục sư không? Rồi con có thấy cái đó không? Ông Ngô Đình Diệm có bắt tăng ni của Việt Nam Cộng Hòa lại ổng không? Có đưa vào thờ trong chùa không? Nhưng mà bây giờ hình của Hồ Chí Minh nó có đưa trong chùa chưa? Rồi nó có bắt tăng ni đồng tròn áo vuông lễ lại Hồ Chí Minh không? Đó. Rồi thời mà của Ngô Đình Diệm, quý vị có biết có những ông tăng nào mà đi tán gái với nhà phóng viên rồi bị cô phóng viên đó tố cáo, rồi ổng sẵn sàng ổng trả y áo, rồi ổng đòi xin lại 300 tỷ? Thời Ngô Đình Diệm có mấy đó không? Ủa sao không thấy ông hòa thượng Thích Chí Quang lên tiếng? Ông đó là Thích Thích Thanh gì không? Cái ông mà ổng xin 300 tỷ Thích Thanh Toàn. Mà lúc ông Thích Thanh Toàn làm chuyện này là hòa thượng Chí Quang còn sống hay chết? Còn sống. Thì những cái đó là cái gì trả lời đi hả? Rồi đó, hồi đó chúng tôi thọ đại giới và được bổ nhiệm đi trụ trì là do có hai giáo hội Phật giáo Ấn Quang và giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc Tự. Tại sao nó có cái chuyện này? Trước ngày 1 tháng 11 năm 1963 không có Phật giáo Ấn Quang và Phật giáo Việt Nam Quốc Tự. Thầy Đại Nhân biết chuyện đó không? Nhưng mà sau này hòa thượng Minh Châu, hòa thượng Tâm Châu, ông là một cái người tu sĩ ngoài Bắc di cư và ông thấy là hòa thượng Trí Quang là một tên cộng sản nằm vùng, cho nên ngài không làm việc chung với Thích Chí Quang nữa và ngài tách rồi ra là thành ra Phật giáo Việt Nam Quốc Tự. Và bên này Thích Chí Quang thì hiện để là Phật giáo Trí Quang. Đó là cái chia rẽ đầu tiên. Mà tại sao tôi không có bao giờ tôi đụng tới cố hòa thượng Thích Tâm Châu? Vì ngài khi mà ngài thấy cộng sản, thấy cái tên Thích Chí Quang là một tên cộng sản, nó lòi mặt chuột, và ngài dứt khoát không đi cùng chiến tiến với nó, và ngài tách rời, ngài lập ra một giáo hội Phật giáo coi như là Việt Nam Quốc Tự. Và ngài lên một cái chương trình là cái gì quý vị biết không? Sĩ quan tuyên quý. Thành ra đó, tuyên quý là gì? Là ngài ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Ngài nói bây giờ những chiến sĩ miền Nam họ trong cái tuổi mà thi hành 18 cho tới 43, cái tuổi thi hành bổn phận của người thanh niên trong thời chiến, bây giờ các vị đại đức, các vị trụ tọa, mấy ông bây giờ đi tu được quản dịch vì lý do tôn giáo, nếu mấy ông có trình độ tú tài, mấy ông nên gia nhập coi như tuyên quý Phật giáo, là mấy ông tỏ thái độ ủng hộ cho những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên cái chương trình mà tuyên quý Phật giáo và tuyên quý Công giáo nó được đồng hành ra đời để những người ủng hộ cho đề nghị Cộng Hòa. Khi chẳng hạn như người đó, chẳng hạn như vừa rồi mà tôi nói Linh Mục Nguyên Thanh là sĩ quan tuyên quý, thiếu tá của sư đoàn thiếu quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa, thì ngài có nhiệm vụ là khi một người lính thiếu quân lục chiến chết thì ngài làm lễ cầu hồn, ngài làm lễ xịt dầu theo cái nghi thức của Công giáo. Và bên Phật giáo, nếu mà cái vị sĩ quan tuyên quý của Phật giáo thì khi có một người lính chết thì cũng làm lễ kỳ siêu phát tang hoàn toàn, là cái về phương diện tinh thần của một cái tôn giáo. Rồi tôi nhắc nhở trong vấn đề này một vị cư sĩ nổi tiếng nữa là ông Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Quý vị ai biết ông Mai Thọ Truyền không? À, quý vị biết Mai Thọ Truyền không? À, cái chức Quốc Vụ Khanh, ông coi về văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa cho tới ngày ông chết.
Ông Mai Thọ Điền cũng là một người cư sĩ nổi tiếng thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông sinh ngày 1 tháng 4 năm 1905 và ông chết ngày 17 tháng 4 năm 1973. Rất may là ông này ra đi trước khi mà Cộng sản vào miền Nam. Cái chức quốc vụ khanh, quý vị vô Google sợ coi, nó tương đương với bộ trưởng. Và ông là người Phật giáo. Và chính ông ra một cái con số thống kê khi mà tại chùa Xá Lợi, là cái chùa hàng tuần, cái ông Quốc Diệu Khanh, pháp danh là Chánh Trí Mai Thọ Điền, đều lên pháp tòa thuyết pháp cho tu sĩ lẫn cư sĩ nghe kinh. Ông thường giảng những bộ kinh Diệu Pháp Thiên Hoa, mà bây giờ nó còn tên chưa là Pháp Hoa Quyền Nghĩa. Người giảng là Chánh Trí Mai Thọ Điền. Thì lúc đó thầy Kiến Châu có vào gặp ông, lúc ông chưa mất. Thì lúc đó là những tháng năm từ 1972, thì thầy mới hỏi ông Chánh Trí Mai Thọ Điền, ông thân tôi đó, như vậy ông đã làm việc từ cái thời mà ông đã làm tri huyện nè. Ông Mai Thọ Điền là người ở đâu quý vị biết không? Người Bến Tre, người miền Nam, mà ông rất là giỏi. Sau này ông học, ông ra làm quan tới tri huyện, rồi thời gian cũng làm rất giỏi. Và ba tôi có hỏi với ông Chánh Trí Mai Thọ Điền, ông có con số nào mà để chứng minh rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm không có kỳ thị Phật giáo? Thì lúc đó ông Mai Thọ Điền ông nói, tôi là một quốc vụ khanh của nền đại diện Việt Nam Cộng Hòa. Tôi có con số thống kê, tại vì tôi là quốc vụ khanh, tức là tương đương với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Tôn giáo. Đến tới khi Tổng thống Ngô Đình Diệm lên chấp chánh, và tới ngày 1 tháng 11 năm 1963, là có 4.766 ngôi chùa có mặt ở miền Nam. Lấy cái năm mà người Pháp mà họ còn chấp chánh ở Việt Nam, là lúc đó toàn thể miền Nam chỉ có 2.203 ngôi chùa. Và chính ông Mai Thọ Điền ông nói rằng, lấy 4.766 ngôi chùa tính tới ngày 1 tháng 11 năm 1963, trừ đi 2.203 ngôi chùa mà Tây nó cho phép xây cất trong thời Pháp thuộc, như vậy Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cấp giấy phép và ngân quỹ để cho Phật giáo xây dựng được 2.563 ngôi chùa. Đó là bằng chứng Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, mà thời Pháp thuộc miền Nam Việt Nam chỉ có 2.203 ngôi chùa. Và sau khi tôi lên làm quốc vụ khanh, tôi cho nhân viên đi thống kê hết số lượng chùa chiền, thì tính tới ngày 1 tháng 11 năm 1963, để nhất Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 xuống tới mũi Cà Mau, có 4.766 ngôi chùa, lấy trừ cho 2.203 ngôi chùa được xây dựng trong thời Pháp thuộc. Như vậy, trong thời gian có 9 năm mà Ngô Đình Diệm đã xây dựng và cấp giấy phép để cho 2.563 ngôi chùa được đi vào hoạt động, như vậy ổng đàn áp Phật giáo hay là ổng ủng hộ Phật giáo cái gì? Mà thời Ngô Đình Diệm á, rồi lúc đó bà Thượng Chiến Châu mới hỏi, như vậy cái vụ mà nói là cấm treo cờ Phật giáo là ông nghĩ sao? Thì lúc đó ông Mai Thọ Điền ổng mới nói với bà Thượng Chiến Châu, chỉ ra một cái sắc lệnh chung cho tất cả tôn giáo, là lá cờ của quốc gia tổ quốc là phải lớn 10, và cái lá cờ của tôn giáo chỉ là 8/10 thôi, tức là nhỏ hơn. Tức là thí dụ như lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là lớn 10, thì lá cờ của Công giáo, Phật giáo, Cao Đài Hòa Hảo chỉ được 8/10. Rồi Trí Quang lợi dụng cái này là đưa ra một cái mục tin là nói đàn áp Phật giáo. Nhưng mà cái ngày đó, ngày lịch sử, ngày 8 tháng 5 1963, toàn thể thành phố Huế đều treo cờ Phật giáo, chỉ trừ có khu vực nhà thờ Phú Cát. Cho nên sau khi Hòa Thượng Kiến Châu muốn đưa tôi gặp những người như thế này, để mà cho tôi lìa cái lòng thù hận với Ngô Đình Diệm. Và tôi nói thật, tới giờ này mà tôi đi đúng đường là tại vì ba tôi, ông đặt cái tổ quốc lên trên, cho nên ông ngày đêm ông chỉ nói. Chứ nó là thật sự mà ông già tôi đó, mà ông không nói câu đó. Mà Hòa Thượng Thích Trí Quang lại đầu đọc tôi, nói là mẹ con là liệt sĩ, con là gia đình có mẹ là liệt sĩ,
Thành ra con phải sau này là coi như được bác với đảng rất là trọng dụng. Mà quý vị nghĩ tôi nhớ một hòa thượng Kiến Châu mà ổng không cho tôi biết những cái sự đâu là đúng đâu là sai, mà giờ này đó, mà tôi vì cái thù hận cá nhân của mẹ thì tôi sẽ phá hoại Việt Nam Cộng Hòa ở nào, quý vị hiểu không? Cho nên đừng có ai nói quý vị chưa có bị, mẹ quý vị chưa bị lịch, mặc dù có Việt Nam Cộng Hòa giết. Tôi đã bị giết, cho nên quý vị chỉ là ngồi đó là nói này nói kia, nhưng mà bản thân tôi là nạn nhân của Ngô Đình Diệm này. Tôi dư sức để mà lên án Ngô Đình Diệm, nhưng mà vì thầy Kiến Châu ông thân tôi nói tứ anh phải đặt ơn tổ quốc lên trên. Qua và thượng Kiến Châu ngài viên định năm 2009 ngài còn nói con phải bằng mọi giá chống lại cái siêu quốc danh đang tàn sang Hoa Kỳ. Tôi hỏi bà thượng Kiến Châu lúc đó ngài sắp chết, tôi không về được, ngài nói tại sao? Tôi gọi điện thoại về ngài không nói gì hết. Ngài nói con có bổn phận phải bảo vệ chánh pháp, phải ủng hộ hòa thượng Quảng Độ và phải lên án tên Thích Chí Quang. Mà ngài bắt tôi đáng lẽ lên án tên Thích Chí Quang từ năm 2009 rồi, nhưng mà tôi thì tôi nói thôi, thấy ổng yên lặng rồi, có lẽ ổng hối lỗi, thôi ổng sai rồi, ổng giờ này ổng coi như là ổng đóng cửa để mà ổng sám hối. Nhưng mà tôi không ngờ khi mà ổng chết rồi lại có nhiều tên siêu quốc danh tại Hoa Kỳ này. Rồi tôi qua ngay Hà Quai lại gặp một cái người Phật tử ở Hà Quai lại đặt cái câu hỏi là ông hòa thượng con đang làm lễ tri điệu cho Thích Chí Quang, coi như là cái tên hòa thượng nó không coi ngài rồi, gặp tôi có mặt ở đó. Cho nên tôi nổi bù đề gai lên và tôi phải nói cho rõ, tôi nói thật sự. Rồi lúc đó tôi hỏi với hòa thượng Kiến Châu tại sao mà ngày này cứ đặt con cái câu nói là phải đối đầu. Ngài nói nè, cái nguy hại của siêu quốc danh là thế này. Hòa thượng Kiến Châu hỏi con có biết giờ này bao nhiêu siêu quốc danh có mặt ở hải ngoại không, mà chỉ nói tới 2009 thôi, bao nhiêu cán bộ đồng tộc nó nằm ở đây và nó đã có cái chỉ thị. Tức là giờ này mà những Phật tử mà đi chùa mà được những siêu quốc danh dạy đó, họ có nói sao? Họ biểu là đừng có làm chính trị, phải không? Họ nói là lo niệm Phật đi, phải không? À, chuyện gì đó để cho ở trong nước đó, chuyện Tàu xâm chiếm, chuyện này chuyện kia có đảng lo, mình là người tu hành, mình chỉ lo ăn chay niệm Phật và lo đóng tiền thật nhiều để ủng hộ cho đồng bào mình. Mà quý vị biết và thượng Kiến Châu ngày nói rõ, nếu mà con không nói rõ cái này đó thì 4 triệu đồng bào ở hải ngoại sẽ trở thành vô cảm. Tại vì đi chùa đó, đa số vợ con của hát ôm, họ quên đi những tháng ngày gian khổ. Đa số những người thiền nhân có con chết trên biển, có vợ bị hải tặc hãm hiếp, họ cũng quên đi vì những cái lời ru ngủ của các sư quốc danh đó. Giờ này mà chúng ta kêu gọi tổng số đường đó, mà đa số đó người ta không hợp tác là tại vì, tại ai quý vị biết? Tại siêu quốc danh. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Đi chùa tất cả các siêu quốc danh đều nói thôi, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lo tu đi. Bao nhiêu ông thầy chỉ rõ những cái sai trái của Đảng Cộng sản, bao nhiêu ông? Tại Cali này tôi hỏi quý vị, có cũng cả trăm ngôi chùa, mỗi ngôi chùa có vài vị thầy, rồi vài trăm ông tỳ kheo. Tại Hoa Kỳ này nếu nhân lên có mấy ngàn ông thầy, mà vợ con của Việt Nam Cộng Hòa, vợ con HO, vợ con là thiền nhân tị nạn, được mấy cái tên siêu quốc danh này nó luôn ngủ, lại im lặng, không có một tiếng nói bảo vệ tổ quốc. Đó là cái nhìn của thầy Kiến Châu đã nói với tôi từ những ngày hấp hối của 2009 rồi. Cho nên tôi mà ngày nay đó, mà sở dĩ tôi biết đâu rõ ràng là tại vì hòa thượng Kiến Châu ông thân tôi nói con đặt tứ anh là con phải đặt dân tộc lên trên. Và ngài nói một câu rất là ấn tượng, ngài nói thế này: cái bàn thờ Phật có phải là vũ khí không? Cái bàn thờ Phật là nơi tôn nghiêm để mình đảnh lễ cái bậc mà trí huệ đem cho mình con đường thoát ly sinh hồi lãnh tử. Mà ông Trí Quang ông dùng bàn Phật giống như là một vũ khí, mà cái vũ khí này không phải là đánh Tàu. Bây giờ phải Kim Chí Quang á, mà trong thời gian mà Tàu nó xâm chiếm bãi Tư Chính nè,
Trong thời gian tàu nó làm này làm kia, ông đem bà Phật đi, ông xuống đường, ông chấp tàu đó, thì còn tạm tha thứ. Đằng này ông xuống, ông chấp đệ nhị Cộng Hòa, ông chấp tổng thống Triệu, người đang đương đầu với thù trong giặc ngoài. Cho nên khi mà tôi đem cho bà cảnh gia đình tôi nói, quý vị nào có mẹ bị Ngô Đình Diệm giết, mà quý vị dẫn binh Ngô Đình Diệm mới đủ khả năng để mặt đối mặt với tôi. Nếu mà nói về hận thù, thì chính Hòa Thượng Chí Quang ngài đã nói con là con của liệt sĩ, con của gia đình cách mạng. Và ngài kêu cái ông thân tôi cũng là huynh đệ, ông nói ông phải dạy cho con ông là biết nó là liệt sĩ đó. Hòa Thượng Chí Châu bỏ ra đi liền, nó không có liệt sĩ gì hết. Gia đình tôi là nạn nhân của Cộng sản, mà giờ này tượng Hồ Chí Minh được thờ ở trong tất cả các ngôi chùa cũng là lỗi của ông. Mà giờ này bao nhiêu tăng ni mà phải thờ cái tên Hồ Chí Minh là cũng lỗi của ông. Và đó tôi nhớ kỹ trong đó Hòa Thượng Kinh Châu hỏi ngài Chí Quang, hỏi ông, tất cả các tên Cộng sản nó là người tốt hay người xấu? Ngài im lặng. Và thời xưa mấy ông vua mà ông phong chức cho một cái ông thầy đó là Ngộ Đạo Thiền Sư hay là Vô Tướng Thiền Sư, có phải là trong một cái buổi nói chuyện với ngài Lê Đình Tháp, khi mà ngài dạy ở Phật Học Viện, ngài nói tất cả những tên vua chúa cái thời quân chủ đều là một cái tên tầm bậy? Nhớ kỹ cái bài học mà chúng ta học năm 1944, chính Hòa Thượng Kiết Châu hỏi ngài Chí Quang, chính ông Lê Đình Tháp ông đã có lên ông dạy, quý vị đừng bao giờ mà ham một cái bằng cấp, ham một cái tờ phong chức. Ngay cả triều đình cũng vậy, cái ông vua đó, ông vua đó ông có giữ giới không quý vị? Ông vua ông có giữ giới sát không? Ông có giữ giới tốt không? Đương nhiên ông đu quân đi cướp đất người ta mà. Ông có giữ giới trộm không? Ông có giữ giới với tà dâm không? Ông có một vợ không? Ông có uống rượu không? Năm giới đầu tiên mà ông không giữ mà ông lại cấp cho mình giữ 250 giới, ông lại khen tặng mình, ông lấy được trách nhiệm khen tặng. Và mới nhớ gì, ông Lê Đình Tháp ông đã dạy một cái thằng không có bằng cấp nào hết lại ký xác nhận cho mình là những cái người có bằng tiến sĩ để làm chức vụ này chức vụ kia. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, bây giờ mặt trận tổ quốc lại ký giấy xác nhận làm trụ trì cho ông này ông kia, mà những tên trong mặt trận tổ quốc tội ác nào cũng dám làm, không có cái gì tốt hết. Và tôi nhớ lúc đó Hòa Thượng Kiết Châu nói cho Hòa Thượng Trí Quang, và Hòa Thượng Trí Quang gục mặt luôn. Và ngài hỏi một câu, Thượng Tọa Thiện Minh là cánh tay mặt của ngài, những ngày tháng xuống đường, mà sau khi năm 75 vô, Thượng Tọa Thiện Minh thấy tất cả những người thuộc Phật giáo quan đều bị Cộng sản trù dập và không có xài. Không có xài. Thì một câu nói duy nhất mà lúc đó Hòa Thượng Trí Quang không có nói, viết một tờ giấy tay đưa cho ông thân tôi, và ông nói rằng tôi không bao giờ được Cộng sản trọng dụng, tại vì tôi hết giá trị lợi dụng rồi. Ngài viết một giấy nhỏ cho tôi. Cho nên tại sao mà tôi ủng hộ Hòa Thượng Quảng Độ, ngài thật sự vì dân tộc. Cho nên trước 75 ngài đầm cái mưu của Cộng sản, ngài cũng chống Ngô Đình Diệm. Nhưng mà sau khi tới thời đại nghị Cộng Hòa rồi, Hòa Thượng Tân Châu và Hòa Thượng Quảng Độ bắt đầu thấy đúng sai. Và sau năm 75 ngày 30 tháng 4, Hòa Thượng Quảng Độ lên tiếng chống lại chế độ Cộng sản, mặc dù ngài đang ở trong lòng địch. Cái đó người này mới thật sự vì dân tộc. Nếu mà Hòa Thượng Chí Quang mà ông chống như vậy rồi, mà bây giờ ông thấy hình Hồ Chí Minh thờ trong bàn tổ, rồi ông thấy những vị sư mà làm bậy sai trái mà ông lên tiếng, rồi ông lên tiếng bảo vệ cho Hòa Thượng Quảng Độ, ông lên tiếng đòi hỏi những cái này cái kia, thì thật sự ông Trí Quang mới thật sự là người vì dân tộc. Đằng này vì cái tội của ông, ông làm cho chính phủ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm xuống rồi. Rồi bây giờ cái tội của Ngô Đình Diệm á, so với cái tội Cộng sản ai nhiều cái gì? Cộng sản chấp nhanh lên. Cho nên á, hôm nay tôi xác định lại rằng, nếu không có sự giáo huấn của cha tôi là lấy cái ơn tổ quốc lên trên hết, thì tôi sẽ vì mẹ tôi mà tôi sẽ coi như là lên án Ngô Đình Diệm, và tôi sẽ ủng hộ Thích Chí Quang. Và giờ nhiều người họ hỏi tại sao bây giờ Thích Chí Quang chết rồi chính phủ là truy điệu, là làm lễ đủ thứ là gì? Tại vì lúc này là cái lúc để mà nó ca tụng, mà
ca tụng. Cho nên những cái người mà đang ca tụng thì những cái tên mà như Thích Nhật Từ rồi đó, những cái tên đó nó đang được hưởng đặc quyền đặc lợi hay nó bị đàn áp cái gì? Đặc quyền đặc lợi. Mà nó sở dĩ Thích Nhật Từ giờ này mà được đặc quyền đặc lợi là nhờ có Thích Chí Quang. Thích Nhật Từ có lên án Kim Lan Nghiêm là quỷ đạo không? Có lên án Kim Địa Tạng là không có không? Có lên án Chú Đại Bi hay không? Như vậy Thích Chí Quang là học trò của Lê Đình Tháp, mà Lê Đình Tháp là cái người dịch ra bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà bây giờ Thích Nhật Từ lại nói kinh Thủ Lăng Nghiêm là không có, thì quý vị thấy rõ ràng rồi, lại ông tư ở chỗ này. Và ngày hôm nay tôi tuyên bố luôn, những cái tên nào mà không có cha mẹ chết gì vô địa chuyện, không có đủ tư cách nói chuyện với tôi. Có tên nào phải có mẹ chết gì vô địa chuyện mà vẫn có lòng đặt tổ quốc lên trên mới đủ tư cách nói chuyện với tôi. Còn quý vị đừng có viết thư vô nói thầy đừng có nói như vậy, thầy phải tri ân Thích Chí Quang. Nhờ có Thích Chí Quang giờ này mới có hồ đặt thờ ở trong các chùa, nhờ có Thích Chí Quang giờ này cho nên những lễ lớn bao nhiêu tăng ni đệ tử của Phật giữ giới thanh tịnh phải quỳ lại cái tên Hồ Chí Minh, tội ác nào cũng làm. Và nhờ có Thích Chí Quang dứt sập cái nền đệ nhất Cộng Hòa cho nên giờ này mới có siêu quốc danh tràn lan ở Hoa Kỳ. Như vậy thôi. Và bây giờ tôi nói rõ trong đệ tử tôi, bây giờ chùa nào thờ Thích Chí Quang thì biết họ là ai không? Quý vị phải có thái độ rõ ràng. Bây giờ tôi nói mạch quan hết rồi đó. Tại sao tôi không có chống Hòa Thượng Thích Quang Độ mà tôi ủng hộ? Vì ông thân tôi Kiến Châu, ông nói là đây mới thật sự là người gì dân tộc. Thấy cái sai là lên án liền. Thấy cái sai là lên án. Trước 75 cũng lên án, và sau 75 cũng lên án. Và bị tụi Cộng sản nó quản chế ở Thanh Minh Thiền Viện bao nhiêu lâu. Và bây giờ Hòa Thượng Không Tánh bị đập sập chùa Liên Trì, ông Chí Quang có lên tiếng không? Hả? Rồi những cái hình ảnh mà Sư Quốc Danh bây giờ nó làm những chuyện bậy bạ, nó bỏ lên, có thấy tiếng nói nào đó ông Chí Quang không? Cho nên quý vị phải nhìn rõ cái chuyện này. Và một lần nữa đó, tôi nói bất cứ ngôi chùa nào mà có thờ Thích Chí Quang thì họ tự xác nhận họ là người của Đảng Cộng sản đó quý vị. Và chúng ta là những người đã từng xuất xứ từ HO, cụ quân nhân chánh chính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta là những người mà đã thiền nhân độ nhân, mà chúng ta vào những ngôi chùa, mà chính nhờ cái tên thiền chùa này mà chúng ta giờ đây mới thân tàn ma dại, mới sống lưu vong. Và ngày nãy dân tộc Việt Nam sắp bị trên bờ dịch thẳng là cũng có sự đóng góp của tên thầy chùa Thích Chí Quang đó. Cho nên nói cái này là tôi mà không nhờ ngài điên ông Thân Chí Châu, ông nói cho tôi đâu là bạn, đâu là thù, thì tôi có lẽ là tôi giờ này Cộng sản nó đã sinh cho tôi là con của gia đình liệt sĩ. Mà quý vị nghĩ tôi mà trở thành siêu quốc danh, tôi phá Việt Nam Cộng Hòa cỡ nào quý vị? Hả? Nhưng rất là may là ông Thân tôi ngài điên cứ nói, và lúc đó tôi rất thần tượng Thích Chí Quang, cho nên ông đưa vào để gặp Thích Chí Quang. Và ông xác nhận rằng ông dư sức để ông xác nhận rằng tại vì ông lớn hơn Thích Chí Quang 3 tuổi, ông tuồn xuất thân từ một trường Phật học viện Bảo Quốc, mà ba tôi người Huế, Thích Chí Quang ba tôi người Quảng Trị, Thích Chí Quang người gì quý vị? Quảng Bình. Và cùng được đào tạo bởi ông tiến sĩ Lê Đình Tháp, pháp danh là Tâm Minh. Và chính ba của tôi cũng đưa tôi gặp luôn cả ông Chánh Trí Mai Thọ Điền để đính miệng ông Chánh Trí Mai Đồ Điền xác nhận là từ thời Pháp thuộc Việt Nam Cộng Hòa, từ vị trí 17 vô tới Bùi Cà Mau có 2.203 ngôi chùa, tính cho tới ngày ông Diệm chấp chánh năm 1954 cho tới ngày 1 tháng 11 1963, dưới tư cách là quốc vụ khanh có vị văn hóa là tương đương với một bộ trưởng, ông Chánh Trí Mai Thọ Điền đã nói rằng lúc đó là có 4.766 ngôi chùa và lấy 2.203 ngôi chùa trừ ra, tổng thống Ngô Đình Diệm đã đàn áp Phật giáo bằng cách ủng hộ tiền bạc để cho Phật giáo xây thêm 2.563 ngôi chùa. Cho nên cái bài giảng này của tôi sẽ được dịch ra tiếng Anh và sẽ được phát lên trên cái hệ thống internet của tôi để cho những đứa trẻ sinh sau đẻ muộn nó biết Thích Chí Quang là ai,
là tội đồ của dân tộc. Và rõ ràng nhất, ông thiếu tá đặc sĩ, ông đâu có cái lệnh tu bù đình nhiệm để mà dùng chiếc xa để mà cán các em gia đình Phật tử, cho nên 8 em bị chết, trong đó 9 em bị chết, 8 em là gia đình Phật tử và có 1 em là không phải gia đình Phật tử. Và chính bác sĩ Tiến, ông là cái người giảo nghiệm tử thi, và ông nói rằng tất cả 9 em bé này đều chết vì sức ép của một loại chất nổ, chứ không phải chết vì đạn hoặc là chết vì cái chiến xa hay chiếc dẫn xa cán lên. Cho nên, và tôi chính thầy Kiến Châu có nói câu này và hỏi ngoại thọ điện, công trận của tổng thống Ngô Đình Diệm là như vậy, mà tại sao ông là quốc diệu khanh mà ông không lên tiếng? Ông nói thế lực của Thích Trí Quang rất lớn. Sau ngày 1 tháng 11 1963, tất cả tướng lãnh, tất cả tỉnh trưởng mà muốn đi làm việc thì phải qua sự ấp luôn của Thích Trí Quang. Quý vị có biết không? Ông Hào, ông có biết Thích Trí Quang lúc đó tướng Dùng, tỉnh trưởng mà muốn bổ nhiệm phải qua sự ấp luôn của ông Thích Trí Quang, mặc dù ông là giữ ông thầy chùa, ấp lực cũng như vậy. Và tôi nhớ cái câu nói của thầy Kiến Châu, ông thân tôi, ông nói dù cho ông Ngô Đình Diệm ông có cạo đầu đi tu, ông chuyển Công giáo và Phật giáo, thì ông vẫn bị chụp mũ là đàn áp nổi. Tại sao? Vì đó là ý của Đảng Cộng sản, ý Đảng muốn thì là Ngô Đình Diệm đàn áp thôi. Chỉ như vậy thôi. Tôi nhớ hoài câu nói mà thầy Kiến Châu nói, ông xây mấy ngàn ngôi chùa, ông vẫn bị chụp mũ là đàn áp Phật giáo. Và cho dù ông có cạo đầu ôm bình bát đi tu theo Phật, ông vẫn bị là cái người đàn áp Phật giáo. Thì tôi hỏi tại sao ông nói gì? Thầy Kiến Châu nói tại vì Đảng muốn, tại vì Thích Trí Quang muốn, là ông phải như vậy thôi. Cho nên tôi trân trọng, tôi chịu trách nhiệm về những lời nói của tôi. Và ai muốn ca tụng Thích Trí Quang thì nêu cho tôi đi. Trước 75 thì tôi không cần nói nữa, chúng ta biết quá rồi. Và cái gì, nhiệm vụ của Thích Trí Quang là bảo vệ đạo pháp. Như vậy sau năm 75 quý vị nêu cho tôi một cái bài nói chuyện nào của Thích Trí Quang để ủng hộ hòa thượng Thích Quang Độ. Có một bài nói chuyện nào của Thích Trí Quang để lên án Cộng sản Hà Nội đã giết thượng tọa Thích Thiện Minh? Có một bài nói chuyện nào của thượng tọa Thích Trí Quang mà lên án bảo vệ những người huynh đệ tu sĩ dưới quyền của mình đang bị Cộng sản Hà Nội trù dập, trong khi ông an nhiên hưởng phước ở tại chùa Ấn Quang? Tụi con có thấy một cái bài nào mà Thích Trí Quang lên án Cộng sản không? Có không? Có, cho tôi để tôi làm muối. Như vậy đó, nếu mà ông thực sự là người vì dân tộc thì ông giống như hòa thượng Thích Quảng Độ vậy đó. Thấy cái sai của Ngô Đình Diệm thì lên án, và thấy cái sai của Đảng Cộng sản Việt Nam ngài vẫn lên án. Cho nên hai cái điểm đó là tôi mãi mãi vẫn tôn trọng đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ. Còn đừng có bao giờ mà đặt hòa thượng Quảng Độ ngang hàng với tên Thích Trí Quang, vì Thích Trí Quang là một tên cộng sản hèn nhát. Nếu mà nói hèn nhát thì chẳng có hèn đâu. Trước năm 63 Thích Trí Quang anh hùng không có gì, quá anh hùng, kéo bàn thờ biểu tình chỗ này biểu tình chỗ kia, suối sinh viên bảy khóa, suối đủ thứ chuyện, đòi Mỹ rút quân không đòi cộng sản rút quân, không đòi quân đội bắc việt rút quân. Và về sau 75 sao thấy yên re vậy hả? Và tôi nói rõ luôn, cộng sản nó không bao giờ xài cái loại người ăn cơm quốc gia thường ăn cộng sản đâu hả? Cộng sản nó có xài loại đó không quý vị hả? Quý vị thà là lấy đĩ làm vợ, không bao giờ lấy vợ làm đĩ. Thích Trí Quang đã ăn cơm với Việt Nam Cộng Hòa mà còn đâm sâu lưng Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên ngày 30 tháng 4 Cộng sản nó không xài đâu, nhưng mà nó không thể giết được. Nếu giết Thích Trí Quang thì còn gì cái mà để mà nó nói rằng ông Diệm đàn áp Phật giáo, nó để đó. Nhưng mà nó giết hết những tay chân bộ hạ. Cho nên nếu mà Thích Trí Quang được một phần của hòa thượng Quảng Độ đó, thì tôi giờ này tôi thật sự tôi đem ổng vô đây đó, để mà tôi tri điệu. Ngày nào hòa thượng Thích Quảng Độ mà ngày viên tịch về dưới Phật, ngày đó
Tôi lên chương trình cầu siêu cho Ngài 49 ngày để trả ơn một người tu sĩ Phật giáo vì dân tộc và đạo pháp. Trân trọng kính chào quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi bây giờ chúng tôi xin tạm biệt. Bây giờ là 8:15 và chúng ta sẽ trở lại nơi đây vào lúc 6:00 sáng mai để chúng ta tiếp tục thủ lăng nghiêm. Lý do là Hương Linh vẫn còn ở trong này thì thầy muốn tụng kinh để cho Hương Linh được lợi ích. Nam mô công đức Nam Bồ Tát. Xin trân trọng kính chào quý vị.